Vâng, tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người. Đây trên tay tôi là cái sản phẩm dạ dày mộc Yên Sơn. Và đây, tôi sẽ mở cho tất cả mọi người cùng xem ở bên trong cái hộp này nhá. Đó. Đây, bên trong là có ba cái hộp này. Thì là đây là cả một lọ mật ong nữa. Thì trong này là một cái liệu trình dùng trong vòng 1 tháng nhá. Và đây, ở trong này thì có từng cái hộp nhỏ như thế này. Thì một cái hộp như thế này thì mình sẽ sử dụng trong vòng 10 ngày. Và ở trong này ghi rất là rõ những cái hướng dẫn sử dụng. Đây, mỗi một hộp thì mình sẽ sử dụng trong 10 ngày và sẽ chia trong vòng 3 lần trên một ngày. Và mỗi một lần thì mình sẽ xúc hai thìa và mình hòa tan với lại trực tiếp cái mật ong, một cái lọ mật ong ở trong này nhé. Trong này là có một cái lọ mật ong tặng kèm theo. Đây mọi người nhé. Tôi cũng giới thiệu thêm. Đây là trong này có một cái thìa đi kèm theo này. Và một cái... đây là một cái thẻ bảo hành. Và tôi cũng xin nói với tất cả quý vị và các bạn được biết đây là cái tem chống hàng giả của nhà thuốc. Khi ở đây là nó sẽ có cái mã QR nhé. Tất cả mọi người khi mà mình nhận được hàng thì mình sẽ quét cái mã QR ở đây thì nó sẽ ra cái trang web của nhà thuốc. Thì đây sẽ là một cái sản phẩm thật của nhà thuốc. Và còn đây là cái thẻ bảo hành. Thì khi làm một cái khi mà bệnh nhân mà gọi điện để mình lấy sản phẩm thuốc của nhà thuốc thì sẽ được ghi tên của khách hàng và ngày lấy thuốc và địa chỉ và số điện thoại. Thế còn đây thì ở đằng sau những cái nội dung này thì chúng tôi sẽ cam kết tất cả cái sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm chính hãng và cam kết là sẽ không có cái chất phụ gia và cái chất cấm và sẽ làm đúng cái quy định của bên Bộ Y tế.